Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Cuộc sống thường ngày. Chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ tìm hiểu và giới thiệu đến các bạn công việc thường ngày của một bạn phóng viên đang công tác tại huyện vùng cao Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu xem công việc hàng ngày của một bạn phóng viên đang công tác tại huyện vùng cao sẽ được diễn ra như thế nào. Chào tất cả các anh các chị ạ. Chào chị Huyền. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Chương trình ngày hôm nay của chúng em thì rất là mong muốn là được chị hợp tác để em có thể được trải nghiệm và được giới thiệu, được biết đến cái cuộc sống và cái công việc hàng ngày, một ngày của phóng viên của bên chị. Thì có được không ạ? Mình rất sẵn sàng để chia sẻ những một ngày làm việc của phóng viên ở vùng cao như bọn mình đây. Nếu như hôm nay các bạn muốn trải nghiệm cùng chúng tớ thì bọn mình sẵn sàng, tuy nhiên mọi người phải chuẩn bị một tinh thần thép. Vâng, bọn em rất là sẵn sàng và rất là chờ mong đấy ạ. Bây giờ là mình đã kiểm tra đầy đủ mọi tư trang có thể đảm bảo việc đi cơ sở, và bây giờ chúng ta sẽ đi mời bạn đã đi cùng tớ để trải nghiệm cái cuộc hành trình này nhé. Vâng, chị để em thử mang máy quay cho ạ. Ok bạn. Trước mặt. Thưa quý vị, chỉ đi được một đoạn ngắn thôi mà chúng tôi đã cảm thấy rất là mệt rồi. Chị Huệ ơi, chị em mình có thể nghỉ ngơi một chút được không ạ? Vâng, thưa quý vị, để đi vào được cái hộ gia đình mà đã hẹn với chị Huệ á, thì chúng tôi chỉ đi được khoảng độ 1 km là đi đường nhựa, đường lớn. Còn lại thì chúng tôi phải đi vào đường nhỏ và bắt đầu là phải đi bộ. Đi bộ như thế này rất là mệt chị Huệ ạ. Bạn có thể ngồi đấy, chúng ta nghỉ một chút. Vâng. Chị Huệ ơi, như em ấy thì em đã thấy là rất là mệt rồi, nhưng mà như một người con gái mà nhỏ nhắn, một nữ phóng viên nhỏ nhắn như chị mà lại có thể đeo cái máy rất là nặng. Thì lát nữa thì em sẽ đeo máy hộ chị đúng không ạ? Được. Vâng, em thấy là chị cũng khá là mệt rồi đấy ạ. Chị ơi, thì mình có thường xuyên đi như thế này không ạ? Ở vùng cao như bọn mình ý thì để đi đến được các hộ dân, nghĩa là chúng ta sẽ làm phóng sự về gương, thì tất nhiên là các tuyến đường nó không phải là hầu hết như thế, nhưng mà để đến tìm được những gương điển hình thì hầu như bọn mình sẽ phải đi như thế, và có khi là bọn mình đi bộ mất 4 tiếng cả đi cả về, và sau đó thì mới di chuyển bằng xe máy được. Nói chung là nó cũng khá là mệt. Nói vui vậy chứ mọi người cứ trêu mình bảo là chỉ vì mình khoác cái máy này nó nặng quá và đi bộ nhiều quá mình không lớn được là vì như thế. Vâng. Thế thì còn khoảng bao nhiêu cây số nữa thì mình sẽ đến hộ dân đấy ạ? Và em thấy là chị em mình cũng khá là mệt rồi, thì mình còn phải đi khoảng bao lâu nữa? Với cái hộ dân này thì chắc là mình sẽ phải đi khoảng gần 1 cây số nữa thì chúng ta sẽ đến nơi. Tính nếu mà ở đường đồng bằng thì nó chỉ mất vài phút là đến rồi, nhưng mà mình đi như thế này thì nó cũng phải mấy chục phút thì mới đến nơi được. Thì biết là hôm nay là bạn lần đầu tiên trải nghiệm cùng mình thì nó sẽ có cái sự vất vả, xin cố gắng lên, hãy trải nghiệm và tìm hiểu xem phóng viên vùng cao chúng tôi nó vất vả như thế nào.
sao mà chị có thể nhớ được hết tất cả các đường ở đây mà mình đi ạ? Ở đây thì mình đã có thời gian công tác là 6 năm rồi, và ở đây có 199 thôn bản, thì mình hầu như là mình nhớ hết các tuyến đường đến với các xã, các thôn, các bản, các hộ gia đình. Thì đối với những thôn tiêu biểu thì mình lại cũng khá nhớ những vị trí đến, nên là nó cũng đơn giản thôi, cũng không nhất thiết là phải có cán bộ xã đi cùng, hoặc nếu trong trường hợp bọn tớ bất đồng về ngôn ngữ thì sẽ nhờ đến cán bộ xã. Khi mà đi làm như này ấy, em thấy là họ thường có cả một ekip đi theo, nhưng mà ở đây thì chị lại đi một mình như thế này, thì những lúc mà chị phỏng vấn hay là chị cần trao đổi thì làm thế nào chị? Đúng rồi, đối với cấp tỉnh cũng như là cấp trung ương thì thường người ta sẽ có một ekip để thực hiện một cái chương trình phóng sự. Thế tuy nhiên thì đối với đài huyện thì một cơ quan thì có rất ít phóng viên, có từ 5 phóng viên là rất là nhiều rồi. Tuy nhiên là chính vì vậy là chúng tớ sẽ khắc phục cái việc là đi cơ sở, có thể là sẽ đi một mình. Khi mà cần trao đổi phỏng vấn nhân vật thì mình có thể nhờ người thân trong gia đình, hoặc cũng có thể nhờ một cán bộ xã nào đấy là đi cùng mình, vừa làm phiên dịch và vừa giúp mình cầm mic. Và bây giờ thì Minh Huệ xin mời bạn cùng mọi người là sẽ cùng trải nghiệm với Minh Huệ xem một ngày làm việc của phóng viên của ta như thế nào. Vâng, thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ được trải nghiệm và xem là chị Minh Huệ sẽ thực hiện công việc của mình như thế nào. Quay những cái hình ảnh tư liệu để thực hiện cái phóng sự này, và bản test thì mình cũng đã hoàn thành xong. Để bây giờ chúng ta sẽ lên mời bạn lên phòng thu cùng tớ để tớ sẽ thu cái phóng sự này, và sau đó chúng ta sẽ đẩy cái tính để cho tính sẽ phát cái chương trình này sẽ ở trên tầng 2. Ở trên đấy thì không những có phòng thu mà nó kết hợp luôn cả phòng dựng hình. Đây là phòng dựng hình của mình. Ở đây thì khi mà hai con hội án này đấy, cái này đây là phòng thu của mình. Ở trên phòng dựng này thì bên kia là máy để chuyên dựng hình, còn đây thì là máy để mình sẽ thu âm thanh, và trong ngày hôm nay thì mình sẽ thu cái phóng sự rượu ngô bên là trí sán, và bây giờ mình sẽ thao tác các thao tác để cho bạn có thể hiểu được khi mà mình thu mình cần những cái làm những công việc gì. Và ở đây thì mình có cái bàn trộn, mặc dù thì đấy cơ sở vật chất ở huyện thì nó rất là thiếu thốn,
cái bàn trộn, bàn mixer của viện thì nó chỉ nhỏ như thế này thôi. Tuy nhiên thì chất lượng âm thanh nó cũng vô cùng tốt. Và sau để thu được một cái bản âm thanh thì chúng ta sẽ bắt đầu ghi. Phải là giống ngô vàng địa phương, cho hạt đều, không có muối mọt. Hạt ngô trước khi đem nấu phải được tách bỏ vỏ và phôi, chỉ giữ bởi tấm lòng nhân hậu của bà con dân tộc để thưởng thức những đặc sản của vùng đất này, đó là rượu ngô men lá. Là người chính con người đang sống trên đá này phải biến những thứ quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng để thay đổi cuộc sống của đồng bào mình. Chí Sán, đỉnh núi cao nhất của huyện Mèo Vạc, nơi lưu giữ một hệ sinh thái phong phú. Học hỏi, anh quyết định lựa chọn sản phẩm đặc trưng là rượu ngô để làm nền tảng khởi nghiệp. Sau khi mình đã cắt xong rồi thì chúng ta sẽ lưu pha lại và chúng ta sẽ chuyển vào meo. Sau đó thì chúng ta sẽ sang máy dựng và chúng ta sẽ thực hiện việc cắt ghép hình ảnh qua cùng với lại giọng đọc. Sau đó chúng ta sẽ lưu vào xuất file và gửi về tỉnh. Sau khi mà đã có lịch phát sóng thì tỉnh sẽ phát sóng cho mình. Thấy là thời gian để mà chị có thể kết thúc được công việc nó cũng rất là muộn rồi. Và vừa rồi thì chúng ta đã vừa được trải nghiệm những cái cuộc sống, những cái công việc thường ngày của chị Minh Huệ. Quả thực rất là vất vả đúng không chị? Cuộc sống thường ngày sẽ tiếp tục truyền tải đến quý vị những công việc lý thú khác trong các chương trình lần sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!